Hello, Lộc Nguyễn mến chào quý anh chị và cô bác trở lại với kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn ha. Hôm nay thì Lộc Nguyễn sẽ đổi hướng lên khu vực quận 8 để quay cho quý anh chị một căn nhà nằm ngay vị trí trung tâm Sài Gòn luôn nha quý anh chị. Thì cái nhà của chúng ta có cái diện tích là ngang 3,7 m, dài 10 m, nằm ngay cái địa chỉ là 219 sạc 25 sạc 9 Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8 nha quý anh chị. Ở đây là Âu Dương Lân, là gần cái trường Âu Dương Lân đó quý anh chị, là Lộc thấy là trung tâm thì là một cái vị trí rất là đắc địa để cho quý anh chị đi quận nhất nè, quận 3 nè, quận 4 nè, thì đều rất là gần luôn quý anh chị ơi. Thì căn nhà này rất là thích hợp để cho những quý anh chị nào mà làm việc ở các quận nội thành, chúng ta sở hữu căn nhà này thì rất là hợp lý ha quý anh chị. Một căn nhà hướng đông nam được thiết kế là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh nha quý anh chị, có một cái khoảng sân khá là rộng rãi để cho quý anh chị đậu xe ha. Rồi mà mời quý anh chị đi vào bên trong nhà để chúng ta tham quan chi tiết căn nhà của chúng ta như thế nào nha quý anh chị. Khi mà quý anh chị bước vào bên trong nhà thì sẽ qua một cái lớp cửa cổng nè, được sơn tĩnh điện với cái tông màu xanh lam ha quý anh chị, màu lam á đó, rất là kiên cố luôn, nên quý anh chị về căn nhà này là quý anh chị không có sợ bị mất trộm ha quý anh chị. Rào á thì ở dưới tầng trệt cũng làm cho mình một cái rào, tường rào rất là chắc chắn. Còn phía trên lầu cũng làm cho quý anh chị khâm bao rào luôn. Đó, nhờ camera quay lên phía trên cho quý anh chị xem nha. Đó, phía trên là rào rất là chắc chắn nha quý anh chị. Rồi phía bên ngoài có làm những cái hệ thống chậu á, cho quý anh chị trồng cây luôn ha. Rồi, bước vào bên trong nhà quý anh chị ơi. Sẽ qua một cái lớp cửa ra, một cái sân, sân nho nhỏ, rộng tầm khoảng 2 mét vuông ha. Thì với cái sân này thì chúng ta để được hai chiếc xe máy nha quý anh chị. Rồi ở đây thì chúng ta xài điện là điện chính thức của nhà nước ha. Bước vào bên trong nhà thì sẽ qua thêm một cái lớp cửa nữa, cửa đây là cửa kính nhôm Sifa, kính cường lực nha quý anh chị, khá là chắc chắn. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong khu vực phòng khách quý anh chị ơi. Một căn nhà nằm ngay trung tâm mà có khu vực sân, có khu vực phòng khách khá là rộng rãi như thế này thì rất là thích phải không quý anh chị. Căn nhà này thì Lộc thấy rất là thích hợp cho 4 thành viên tới 6 thành viên chúng ta ở căn nhà này ha. Đó, phía trước phòng khách rộng tầm khoảng 10 mét vuông ha quý anh chị. Chúng ta có thể để một cái bộ ghế sofa nè, một cái tivi màn hình led ha. Ở đây á có một cái khu vực tường, những cái bậc tam cấp nè. Thì với vị trí này chúng ta có thể trưng bày những cái vật phẩm quà lưu niệm, là những cái chậu hoa để cho khu vực phòng khách của chúng ta thêm phần đẹp hơn nha quý anh chị. Ở phía trên trần, trần là trần vượt cấp ha, cùng với hệ thống đèn led giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực phòng khách của chúng ta. Đặc biệt đó là căn nhà này Lộc thấy là set up tất cả mọi thứ rồi quý anh chị ơi, quý anh chị chỉ cần dọn quần áo vào và ở thôi. Phía bên tay trái Lộc thì có một cái hệ thống máy bơm và đẩy nước rồi đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển xuống khu vực phòng vệ sinh ha. Toàn căn nhà của chúng ta được cái màu này Lộc rất là thích nè. Quý anh chị biết cái màu gì không ạ? Màu này là màu tím khoai môn, mà tím nhẹ nhẹ nha quý anh chị. Nhìn rất là sang và sáng căn nhà của chúng ta ha. Rồi mời quý anh chị di chuyển vào khu vực phòng vệ sinh để chúng ta tham quan ha. Khu vực phòng vệ sinh á, tường thì đã được ốp lên tới trần cho quý anh chị luôn nè quý anh chị, nên rất là sạch sẽ ha. Bồn cầu lavabo vòi sen đó, phía dưới thì được ốp gạch chống trơn trượt cho quý anh chị luôn, rất là đầy đủ rồi quý anh chị ơi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến vào khu vực bếp. Khu vực bếp thì đơn vị bên Lộc á làm gia chủ nha. Ở đây là nhà chính chủ gửi cho Lộc bán nha quý anh chị, nên quý anh chị sẽ mua được cái giá sát so với thị trường nha quý anh chị. Ở đây á được thiết kế là tủ bếp trên cùng với tủ bếp dưới hình chữ Y nè quý anh chị. Đó, rồi phía tủ bếp dưới thì được ốp gạch đá hoa cương ha, đá hoa cương. Đó, làm cho mình hai cái bồn luôn để chúng ta thuận tiện vừa rửa rau vừa rửa chén thì rất là thuận tiện và nhanh nhanh khi mà chúng ta thao tác nấu ăn ở đây ha quý anh chị. Ở phía trên tường nè, được ốp những cái PVC. Đó, để khi mà quý anh chị nấu nướng á lỡ mà có văng dầu mỡ lên trên đây á thì chúng ta cũng có thể dễ lau chùi hơn nè quý anh chị. Và đặc biệt có rất là nhiều kệ tủ để cho chúng ta đựng chén bát ha quý chị. Đó, rất là nhiều ha. Kéo ra, kéo vào. Rất là nhiều tủ nha quý chị.
Với căn nhà này thì phía trên lầu sẽ có hai máy lạnh ha. Những thiết bị nội thất trong nhà đều tặng lại cho quý vị hết khi mà quý vị sở hữu căn nhà này nha quý vị. Tiếp theo thì là Nguyễn mời quý vị di chuyển lên trên lầu để chúng ta tham quan các căn phòng ngủ phía trên nha. Trên lầu 1 thì sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh nha quý vị. Đầu tiên thì là Nguyễn mời quý vị di chuyển vào bên trong khu vực phòng ngủ thứ nhất nha quý vị. Phòng ngủ thứ nhất thì cũng được sơn nước toàn khu vực phòng luôn với cái tông màu tím nhẹ ha, nhìn rất là đẹp mắt nha quý anh chị. Ở đây thì có một khu vực nệm và một cái khu vực giường ngủ sẽ tặng lại cho quý anh chị hết khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà này ha. Đó, ở đây thì cha mẹ rồi con chúng ta cho ngủ ở khu vực nệm ha. Rồi phía trên bên tay trái lòng nè có một cái máy lạnh thì sẽ được tặng lại cho quý anh chị luôn nha quý anh chị. Đó, một căn nhà, một căn phòng ngủ rất là thích ha, rộng tầm khoảng 10m² ha quý anh chị. Tiếp theo thì là Nguyễn sẽ mời quý anh chị di chuyển vào bên trong khu vực phòng vệ sinh. Ở phía trên thì có hai cái ô để cho quý anh chị lấy sáng cũng như là làm cho khu vực phòng vệ sinh chúng ta lúc nào cũng sẽ thông thoáng và mát mẻ hơn nha. Tất cả các thiết bị bồn cầu, lavabo và vòi sen cùng với đó là có một cái kính lắp sẵn luôn cho quý anh chị. Tường thì nó được ốp lên tới trần ha quý anh chị. Phía dưới thì gạch chống chân trượt để giúp cho chúng ta đi ít bị trơn láng hơn, nó không bị té quý anh chị. Rồi, vào bên khu vực phòng ngủ nó hướng ra phía ban công nè quý anh chị. Ở khu vực phòng ngủ này cũng sẽ được thiết kế cho quý anh chị một cái máy lạnh luôn. Đó, hiện tại đang hoạt động rất là tốt nha quý anh chị. Ở đây thì có một cái cửa sổ cũng như là một cái cửa chính hướng ra phía ban công ha. Còn cái giường ngủ này nè thì sẽ được tặng lại cho quý anh chị khi mà chúng ta sở hữu căn nhà này nha quý anh chị. Với khu vực phòng ngủ rộng tầm khoảng 15m² thế này thì chúng ta hãy set up thêm một cái tủ đựng quần áo nè cùng với một cái bàn trang điểm ha, thì rất là phù hợp cho một đôi vợ chồng chúng ta ở cái khu vực phòng ngủ này thì rất là hợp lý luôn quý anh chị ơi. Căn nhà của chúng ta thì gần ngay trung tâm nên mọi tiện ích thì quý anh chị có đầy đủ nha, đi đâu cũng gần hết quý anh chị. Quận 1, quận 3, quận 4 đều gần ạ. Thì khu vực hành lang này cũng rộng tầm khoảng 2m² nha quý anh chị. Ở đây thì mình để những cái cục nóng của máy lạnh nè. Rồi, tường rào ở phía ngoài thì gia chủ cũng đã làm rất là kỹ lưỡng rồi. Ở phía trên thì có máy tôn và hệ thống tường rào. Và cái cửa này chúng ta có thể di chuyển được nha. Và ở đây á, gia chủ cũng đã thiết kế những cái chậu hoa để chúng ta trồng hoa để cho khu vực trước cửa chúng ta, trước ban công á, nó thêm phần đẹp mắt hơn nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị thấy nhà như thế nào ạ? Chị nè. Đó, thì quý anh chị thấy căn nhà thế nào ạ? Nếu mà thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn để chúng ta đi tham quan căn nhà thực tế luôn nha. Và tiếp theo đó thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc đi xuống tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ báo giá cho quý anh chị nha. Vừa rồi thì quý anh chị và cô bác đã tham quan hết căn nhà nằm ngay trung tâm của quận 8 của chúng ta rồi. Quý anh chị thấy thế nào ạ? Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại chi tiết một lần nữa căn nhà của chúng ta nha. Vị trí nhà được tọa lạc ở địa chỉ là 219/25/9 Tạ Quang Bủ, phường 3, quận 8 nha quý anh chị. Là ngay trung tâm luôn, một cái vị trí khá là đắc địa để cho quý anh chị sở hữu căn nhà này để làm một cái nơi an cư lập nghiệp nha quý anh chị. Thì với một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu căn nhà này nha, 3.980.000.000, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha quý anh chị. Căn nhà sổ hồng riêng và ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay với căn nhà này là tầm 1.5 tỷ đến 2 tỷ hoặc là 2.5 tỷ tùy theo thu nhập của quý anh chị nha. Thì mọi thông tin chi tiết về căn nhà quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn qua cái số hotline phía trên màn hình nha, 077-201-0726, để Lộc Nguyễn sẽ dẫn cho quý anh chị đi xem ngôi nhà thực tế cũng như là sớm sở hữu cho mình một cái căn nhà thật là tuyệt vời này nha quý anh chị. Lộc Nguyễn mến chúc cho quý anh chị nè có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống, và đặc biệt là sớm tìm được cho mình một căn nhà thật là phù hợp nha quý anh chị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ. Nhà đất Lộc Nguyễn, nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm.